thương mại bên ngoài các bác. Đây, khu thương mại bên ngoài này các bác này. Xanh đồ Thanh Lý này, xanh Điền Hạt Thanh Lý, giá mềm chả biết bao nhiêu mà ấy quá, dăm thì đẹp, dăm đẹp nhưng mà phân bệ thì không ưng cái cây này. Điền Hạt Mai Chú Thủy. Sắm đồ anh. Đây à. Không có gì đặc sắc lắm. Cây này. Cây này hay này. Cây này hay nhưng mà không biết bao tiền. Có vẻ như là quê các bạn, quê thì phải. Đây, báo cáo các bác cùng chương trình là chị là liền xin phép đi từ khu vực thương mại bên ngoài trước, rất là rộng, rất là dài ở chỗ triển lãm Ninh Hiệp ấy quá. Đấy, cho nên là đi từ cố gắng đi lướt qua một lượt thôi chứ không có đi hết được một thời gian các bạn, rất là dài, đi bao nhiêu phút mới hết được cái dãy thương mại. Còn tí nữa sẽ vào quay chi tiết ở trong cuộc trưng bày, sẽ cố gắng để đi những cái cây chính mà mình thích thôi, bây giờ không quay được các bạn. Cây này là cây ngọc bút đúng không? Ngọc bút hay ngọc anh? Cái này khoảng bao tiền ạ? Chưa hỏi chứ. Dạ. Cái này mình chưa hỏi chứ. À thế ạ, ông chủ không có đây ạ? Đây, đây, đây. À. Đang đầu triển lãm nhưng mà còn đấy lắm. Xung. Đây, điện thoại. Phép đi lướt các bác nha. Chỗ nào cây hay thì tôi sẽ dừng lại chút. Mấy đầu triển lãm hỏi giá nó cũng không được ok lắm đâu. Giá rất là cao. Xanh. Vẫn khoái lộc vừng này. Đấy hơi gian nan. Là vườn hơi gian nan. Rừng xanh. Bên này chỗ này thô quá. Cây thô quá. Cái gì bằng lăng hay cái gì mà ghê đấy. Đây là vối. Là đôi gà. Đôi công. Chủ còn tản mát hết đi mua. Chủ kiểu bây giờ đang đi vượt cây ấy, tản mát hết. Không ấy đâu, đầu triển lãm chưa bán mấy đâu. Đó. Chả thấy chủ đâu mấy đâu. Rộng lắm, tít ở phía đằng kia. Cây sộp. Túc. Cây đấy bao tiền đấy bác?
Cái đấy bao tiền ạ? Dạ. 14 đồng ạ. Có cây nào mềm mềm, có cây nào mềm mềm để anh em lấy cây chơi khó quá. Này là cột, này là cột chống trời à? Nhất trụ kinh thiên. Phép xin phép quay phim tí bác nhỉ. Này là nó cũng giờ gần giai đoạn cuối đấy. Giờ kiểu giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối mà tay tán này mà mướt hết. Này có tí quả thì vui nhỉ. Không, cái cây này khả năng nó dạng trồng trồng trọng trồng ấy, nó trồng vào cái hốc nào hoặc là cắt cắt, bởi vì cái chân rễ kia nó có mà đây là cái chân rễ này, cái chân rễ nó rất lớn nhưng không phải là dạng cắt từ dễ dàng. Thế này nó có cả chân rễ, cây này chắc nó mọc núi đá nó mới được mọc như này, nó mới được cái, nó mới được kiểu như là chùn rụt này. Mọc núi đá chứ nó cằn cỗi chứ không phải là mọc mọc ở chỗ đất thịt. 14 à? Vừa bảo 14 à? Bỏ số 10 đi, 4 thì múc. Bốn đồng là đem về luôn. Vui quá. Mình muốn mua rẻ lắm. Vâng. Vâng, nhiều cây quá, nhiều cây quá. Đấy, cứ... cây chủ 3. Vâng, ra. Còn nếu thế cây chủ 3 thôi. Trà chậu. Trà chậu. Không lấy chậu. Chân châu. Canh châu, canh châu. Cái rành rành thì bao nhiêu tiền hả bác? Bác nhỉ, cây dành dành thì bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ, 9 triệu. Bác đọc tiền cái số của mình. Không lấy chậu là trừ đi 3 triệu cái chậu này. À thế à, thế là 6 đồng. 6 đồng cây không. 6 đồng. Đọc cho em cái số của bác. 0912. Rồi, 428875. Rồi, nhà vườn nào bác nhỉ? Vườn Đàm Thèm Bonsai Hải Dương. À, Hải Dương. Mình từ Hải Dương đi. Đấy, không lấy chậu vớt 3 triệu. Đấy, nhiều khi vừa cây hay phết. 4 triệu, 6 triệu. Còn nhất trụ bình trên kia. Tâm này đổ lại gì? Tâm này. Bên này cũng của mình hết luôn nhỉ? Như cái giấy này thì bao nhiêu tiền bác? Ghê. Này bây giờ cho các bác chỉ đi xem cây nào hay để vượt cái đã. Cuối triển lãm giao dịch nó mới mạnh. Cây xanh 15 triệu. À, 15 triệu. Rành. Cái rành này bao tiền? Được.
kia là kim quýt ở Bắc hay gì nhỉ? Dạng kim quýt. Nó là dòng kim quýt. À. Con lá này nó lớn hơn con lá kim quýt, nó là quýt rừng. À, quýt rừng. Ôi. Quýt rừng. Đấy, tấp nập phết đấy, cái này. Giấy. Xin phép và không quay được chi tiết được không? Nó nhiều quá, phải đi. À, không có thời gian, không phải ăn nằm ở đây cho nên là không quay được. Thì tranh thủ sang một chút. Quay lấy cái không khí và lướt một số cây các bác đi cố gắng ra xem trực tiếp thì nó sẽ vui hơn và giao dịch được nó cũng tiện hơn. Đấy, cây quýt rừng. Rất là cổ thụ. Đấy, người ta bận nó hỏi, không hỏi được nhiều. Ngâu này. Cái cây này nó gọi là cây vú bò này. Vú bò kiểu như là đây này các bác, cái quả rụng tím tím đẹp như cái vú bò, nhưng mà nó không phải là giống vú bò của mình. Không phải là giống vú bò của mình. Và lá lên rất là hay, cái này 35 triệu tôi vừa mới hỏi. 35 triệu, lá rất là lớn như lá nhựa. Đấy, quả đây rất hay, quả xanh đây. 35 triệu. Cất kiểu nắng hơn nhiều. Thích con này. Tôi rất thích con này nhưng mà nó cao quá. Đây. Đấy. Rất là già. Rất là già. Vừa tốt lá mà. Vừa tốt lá, sống vừa tốt lá, chết làm sao được. Chết thế nào, cái sừng cá nhìn nó thế. Đây là hoa giấy. Đây là hoa giấy. Đấy gọi là tay bay đấy. Giống suối qua đấy, đi xa luôn. Bách diệp, chắc bách diệp. Đâu, đây là cây gì nào? Kim quýt. Bằng lăng này. Đây cái mẫu đơn này gớm. Đơn nhung, đơn ta này. Đơn miền Bắc này. Điền. To, hàng to này. Hàng này hàng chung. Hàng chung. Đấy là khu vực này, đi được một góc chợ khu vực này, hỏi được một số cây. Bây giờ thì tiếp tục đi sang phía bên này. Bên này thôi nhé, nó còn xa lắm.